so this is right out when they they usually call you last night. Oh, right. Yeah, they usually call you the night before. Đây, chị Khâm đi sắm hoa. Đó, các bạn ơi, sáng sớm mấy người đó còn ngủ, hai chị em mình dậy đi mua cây. Quá trời, như đây chẳng thấm nữa hả chị Khâm ha? Wow. It's totally half. I still have my back. My backyard, my right side, and my left side. These are these different? This is belong to this one. Okay. We have three. Khanh có cái cây này đẹp nè Khanh. Cái trái tròn tròn nó giống trái tôm. Indoor or outdoor? Really indoor. Oh, indoor. Okay. Thank you. And I get one more over there. 890. Not yet. How are you? Mình nói không có sai, 1000. Một ngàn này nuốt được con bên. Góc mà. Mệt quá em, mệt. Xỉu, các bạn ơi, xỉu. Canh mà. Nhưng mà mình làm cực khổ rồi mình hưởng cái này thì thích thôi, mình ra nhìn ngắm bông đẹp cái này đẹp, cái này lắm luôn đó lần rồi. Sao chị không mua một bụi đi, cái này tươi nè. Cái này là chị muốn để trong chậu nè. Chậu mới nhưng mà chị phải trồng dưới đất thì nó mới mọc nhảy. Vậy hả? Ừ. Cái này thì nếu thích thì thích cái này màu này. À. Một cái hả? Không, nè. Ừ, lấy thử hai. Chỗ này tươi nè. Đó. Cái này Linh. Ừ, cái này cũng đẹp luôn. Cái này cũng tươi. Nhưng mà là màu nào? Màu hồng ấy. Rồi tôi phải đỏ. Lấy đỏ thì mình rửa nhà mình. Ừ. 66, nãy em đếm 66 chậu rồi đó. Chua. Đây, có chị Khanh mua đây. Một ngàn hả chị Khanh? Hơn 1000 luôn. Nhưng mà hồi nãy cái cây mua nó tươi hơn, nó đẹp hơn ha. Cái cây này hơi dở, cái này thì còn nhưng ok. Nhưng mà em nghĩ nó sẽ lớn. Cái chỗ hơn. Này thì trồng cây hoa đào không? Không cho nó đâu. Không cho hả? Thế sao chị trồng cái cây này? Cây này không, nó lớn mà nó chị cắt nó xuống. Cũng như tất cả những cây này để chị giải thích cho mọi người hiểu luôn anh. Ở đây á, tụi nó có cái luật không phải cây nào mình cũng được trồng. Lý do tại sao? Tại vì ở đây là nó nóng, nó dễ bắt lửa lắm. Thì có những cây mà nó dễ bắt lửa là người ta sẽ không cho mình trồng. Và một số cây, ví dụ như cái cây này nó sẽ lên rất là cao nè, nhưng mà nó chỉ cho mình 5 feet thôi. Thì tất nhiên khi mà cái cây nó lên tới đụng tới 5 feet là mình cứ cắt nó xuống. Cắt nó xuống. Thì mình cứ làm thành cái shape. Chị sẽ làm cái shape giống như là cây Christmas tree á. Để chi? Để khi Christmas á, chị giăng đèn. Tất cả những cây này là Christmas tới là chị sẽ giăng đèn nè. Cũng như cái này nó ra, chị đợi nó ra vậy nhưng mà chị cắt nhọn nó lên. Tại sao mà chị phải quấn dây đèn hết? Từ nó cũng sẽ bự qua bên này. Đó, từ tất là như vậy. Nhà em cũng có mấy cây, xong cũng phải trim nó, xong mình bỏ đèn lên. Mà bữa nay là chính là đi với Linh á, mới là không thể tưởng tượng. Thơ, cái này mình nói mình không có khoe nha, mà Thơ có thể tưởng tượng. Bây giờ chỉ có cái này với cái này, Thơ đó chị trả nhiều tiền? Có hai cái này thôi. 3000. Là sao? Là nhiều hiện tiền. Tại đây hiện hả? Tại có nhiêu đây thôi nè. Ý là chị mới vừa đi mua đó, là mua chỉ có phút này thôi đó. Ờ.
3.000. 2.000 mấy không ra gì hết trơn. Mà bữa nay á chị với Linh mua thêm 1.000 nữa rồi mà giờ chị với Linh chưa ăn nhầm gì. Không ăn nhầm gì. Để em đưa cho chị 10.000 chị làm cho ăn nhầm. Nói thì nghe nha. Các bạn ơi các bạn, bởi vì các bạn nhớ ủng hộ clip của bà Cánh Tâm Thơ nhiều nhiều nha đôi bà. Bà tám liều lưỡi, bà tám nhiều nhiều để chị để nó cho bà nó cho chị Khanh thiền trồng cây. Khi mà Khanh trồng cây vậy Khanh nhớ đến các bạn, nhớ đây là quà của các bạn tặng. Nhờ làm Khanh kênh khéo của bà, quá. Nhờ làm kênh của bà tám Cam Thơ mới có được cái này. Đây là tình bạn. Thì bây giờ mỗi tình bạn cho vài trăm để vô. Thì Khanh cái cây ở trong đó nó bự hơn cây này luôn à. Bự hơn, cái mỗi lần mà nhìn thấy đó thì mình nhớ. Và bây giờ quay quang cảnh xung quanh ở đây của chị Khanh hôm nay đi. Mây nó văng mù mù nó có mây, cái mây mù nó văng trên cái đỉnh núi vậy á hả. Có một cái câu thơ người ta nói gì quên rồi, thôi không nói thơ nữa. Mây văng đỉnh núi chứ ai mà mây mù văng đỉnh núi. Đúng rồi, mây mù mây văng đỉnh núi, mây mù đúng rồi, mây mù là mù à, mây 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 mù nè. Đâu? Bên... Mây này có nhưng... mù không? Có mây mù. Chỉ có hai thì nó mây mù, nó đeo mắt kiến mù. Hai hình như tụi mình đeo mắt kiến, trời nó đậu âm mù. Yeah. Mây nó mù, nó văng đỉnh núi kìa. Mây bay qua đỉnh núi. Trời tôi có một cái bài hát hôm qua viết riêng cho tôi rồi tôi quên luôn. Tôi trời đất ơi, giờ chừng nào bà mới nhớ. Mây bay qua đỉnh núi một lần rồi lại quên. Ok rồi, ra đi quay em đi. Em bay qua đời tôi một lần rồi mênh mông. Rồi bài hay. Không bây giờ bà hát bài đó đi, cái khúc mà. Cái khúc mà. Trời ơi thơ ơi là thơ. Cái gì? Vậy bài hay vậy mà không. Một đời mãi nhớ. Cái khúc mà mây văng qua đỉnh núi, em bay qua đời tôi á, cái bà cho chị Khanh bay qua đời bà. Đi ra quay MV. Chị Khanh bay đẹp đẹp. Diễn đi hát đi. Mây bay qua đỉnh núi. Một lần rồi lại quên. Rồi em bay đó. Em bay qua đời. Bay lại. Một lần rồi mênh mông. Mênh mông, đưa cái mông ra. Một lần rồi mãi nhớ. Suốt đời còn tìm nhau. Các bạn ơi, ừ. Bài hay gì mà không. Thôi, bây giờ mình chuyển cảnh qua núi đi. Xong rồi mình làm lời hai. Chạy theo Thôi chị Khanh, dư âm của hôm qua hả? Con gái ra kìa. Bà ơi, bây giờ sáng sớm, bây giờ lớp học tập thể dục buổi sáng đi. Đúng rồi, đi ra ngoài kia kìa, đứng xếp hàng kìa. Đứng ở trên cái đường đi bộ đó. Cô dậy. 1, 2, 3 luộc khoai ngồi nhai. 1, 2 luộc khoai ngồi nhai. 1, 2 Rồi đứng ha. Cô dậy. Đợi rồi hai em kia ra coi. Ủa ở đây ai trồng bông ở chỗ này chị Nga? Thành phố. À thành phố hả? CD hả? À? Bà lên cái chân nó tạt. Quay đợt chân với bà. Cái nguyên một cái vàng nó sẽ là hoa tím hết. Chảy ha, đẹp ha. Chỗ này mà có hoa vàng trên thảm cỏ xanh. Cái gì vậy cái tây? Không mà lạnh quá ha. Vậy bây giờ mình đi ăn. Không, đứng tập thể dục. Em nói đi mua khô gà này, cái chị Khanh đi mua hoa. Thế mà ghẹn nhau nhà táo tôi đều ê. Ok, tại sao đi mua khô gà? Em chở hai đi mua gà với em đi mua chả lụa cho mẹ đi. Xong chị với chị Khanh với chị Thơ đi mua hoa đi. Mình gặp nhau chị Thơ. Đi mình đi ăn trước. Xong mình đi theo ai. Dạ em lấy xe em để chị em về luôn. Đứng hàng dài. Chương trình tập thể dục buổi sáng bắt đầu. Dạ. Nhịp. Cái tay này tôi. Nhịp Thơ, em không đụng được tao. Thơ. Rồi bánh chân ra. Đưa chân phải lên. Em Khanh, em biết chân phải là chân gì không? Chân phải lên. Bỏ chân phải xuống. Bỏ chân trái lên. Bỏ chân trái xuống. Đưa chân phải lên. Cao hơn nách của mình, có thể hướng được nách của mình.
bỏ xuống. Hứa đừng lấy của mình nhau. Không hứa. Không được là không được, em phải hứa được mua nước. Em đang lớn quá. Tại vì em cũng mua mùi thối. Bỏ xuống. Chưa mong lên. Chưa mong ra. người ta chu mông lên mà chỉ kêu chu mông ra. Em biết cái này là tập cái gì không? Tập cái gì? Em thấy cái mông của em khanh bự không? Giờ cô tập như vậy mình mông bự đó. Bây giờ em bắt chước đi em thôi. Mông em phải lép đó. Đưa cái mông lên phải lịch làm vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đưa lại. Ứng bụng lên. Có đứng bụng gì? Cái gì vậy? Em thấy bụng cô đang bự. Ngày hôm qua đi ăn với em nhiều. Em làm gì vậy cô? Nên tập một mình cô đi cô. Chương trình tưởng mình nãy giờ là mình qua nó chương trình tập dục. Cho đây là kết thúc. Mà nói ta phải đi ăn, cô đói bụng rồi. Nói cô đi ăn, chúng ta hát cái bài mà chúng ta thường hát. 1, 2, 3 dạy em. Một, hai, ba, hít hít thở, hít thở, hít thở. Bước hai tay lên trời, để sang nhà bờ dài. Hai đến tay trước mặt, buông cả hai tay. Mẹ có 40 tuổi mà thì gớm lắm. Mẹ có 40 tuổi mà thì gớm lắm. Mẹ có 40 tuổi mà thì gớm lắm. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Ôi, thằng cái lục nha, có 2 phút à. Hôm nay hay lạnh đó ha. Cậu công nhận bà thơ bà hay, sợ bà kêu có 2 phút. Gặp nhau ở Bổ Hoa Xoan ha. Đúng rồi. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye. We'll be right back.